Đã 2 tuần nay bây giờ tôi cũng biết là 2 ông YouTuber Vino, một ông là Giang Nghiễn có cái kênh là Gián Điệp TV, với một ông là Việt Đi Trốn, ông có tên là Mặt Đen và coi như là bốn mắt. Không biết 2 ông này thành lập cái hội YouTuber tới đâu rồi, nghe nói điều lệ điều luật gì ra rồi mà không thấy phổ biến gì hết, như là chắc là phá sản rồi gì nữa. Phá sản đẹp rồi, thành lập cái hội tàu lao xịt bơm. Coi như là coi như đi ra đám đông thì đi cả bầy không dám đi một mình, sợ bây giờ đi thành lập cái hội, mấy cái hội tàu lao đó cuối cùng ai tham gia hết, chỉ có hai ông nhập ai tham gia. Bây giờ tôi hỏi 2 ông Việt Đi Trốn với Giang Nghiện Gián Điệp TV thành lập cái hội tới đâu rồi à, nói nghe à, nói nghe. Chắc phá sản mẹ rồi. Tôi nói chuyện mấy anh Vino này, mấy anh Bò Đỏ này là phải có sức, các bạn có sức mới nói được, không có sức nói ăn được đâu. Các bạn tôi thấy tôi nói dài không, tôi nói nó sợ nó chạy hết trơn. Nó gặp tôi nó sợ vì nó tôi khỏe. Vì sao tôi khỏe biết không, có nhiều bí quyết lắm, có nhiều bí quyết lắm, mình phải giữ sức khỏe các bạn. Một trong những cái bí quyết đó, để mà tôi có thể nói dai nói nhiều nói mạnh, sức khỏe tốt với cái đám Vino Bò Đỏ này ấy, là tôi nhờ là tôi ăn sâm Hàn Quốc. Sâm này sâm hãng Samsung nhé, tôi ngạc như ở chỗ là hãng Samsung mà có làm sâm nữa nhé. Các bạn biết sâm này quý lắm nhé, trồng 6 năm lận, công phu lắm. Các bạn thấy này, đây cái hộp này, cái hộp sâm Hàn Quốc ấy nha, Samsung nhé, ngon lành lắm. Và bên trong cái hộp bự thế này á, đẹp thế này á, là có 10 cái hộp nhỏ đó, các bạn thấy không, có 10 hộp nhỏ nha, rất là bài bản. Và tôi đi đâu á, tôi cầm theo cái hộp nhỏ thế này. Đây là sâm nhai slice này các bạn thấy không? Honey slice Korean red ginseng, đây 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 đây, mặt nào cũng có hết trơn. 20 g nha, một ngày là tôi xơi coi như là một hộp này, tùy người nha, có người 2 ngày, có người ngày, tôi ngày thôi. Tôi ngày thôi nha. Chờ chút đang chửi mang Vino chút đó, đó có lại. Tôi uống xăm sung sức chửi Vino chút này, các bạn thấy đây đây có 10 hộp tất cả thế này các bạn. Để tôi lấy đi đâu tôi lấy hộp thế này, tôi xài á, là một ngày hộp, tại vì tôi dân sang mà nghèo nhưng mà chơi sang. Đây, các bạn thấy không? Đây đây tôi mở ra này nha, đây thấy không? Bây giờ mình mở ra mình nhái tiện đó các bạn, xé ra. Xé ra. Trong này có như bạn hỏi có bao nhiêu lát tôi cũng để ý nữa, tôi có xài, tôi xài một ngày hộp xài hơi sang này, tôi xài tôi xé này. Bọc miệng ra. Bây giờ nhiều lát lắm, tôi nói cái chục lát á, nhỏ nhỏ như là đang vô. Đắng đắng ngọt ngọt này, bản bản thân cái sâm đỏ này nó đắng đắng, nhưng mà họ bỏ một ông vô gọi là honey slice cream cho nên đó, để dễ ăn thôi. Mật ong là loại tốt đúng không, mật ong rất tốt sức khỏe, ăn vô sức khỏe tốt lắm. Nó đùa cho vui, ăn để mà chửi Bò Đỏ nó cho vui thôi, nhưng thực sự ăn cái sâm này rất là tốt sức khỏe các bạn. Một ngày tôi ăn quá thế này là thuộc dạng tôi dùng sang, nó có nhiều người họ có thể xài 2 ngày tùy, nó trong tùy. Mà thường tôi theo cái niệm của tôi á là ăn ban ngày, tôi muốn ăn ban đêm, ban ngày để mình khỏe mình làm việc, còn ban đêm là tôi uống cái đông trùng hạ thảo. Một hộp lớn á, mà có 10 hộp nhỏ thế này á, là hiện nay á, mà có người người ta nhập về á, là bán là mấy 65 đô, 65 đô, nghe nó khuyến mãi là mua 5 tặng 1, tôi nghe nó vậy, còn tôi giới thiệu để tôi được miễn phí. Ăn cá. Khỏe lắm các bạn, ăn khỏe lắm. Bây giờ tôi đem theo vừa đi vừa nhai như vậy. Bây giờ quay lại mình Vino. Vino YouTuber Vino không biết nước rồi đây. YouTuber Vino Bò Đỏ thành lập hội tới đâu rồi?
mà cái hội toàn ba thằng nhất chết không, tại vì nó đi lại nó sợ cho nên nó mới thành lập cái hội để đi đâu đi tầng đàn, mà thật ra nó chưa thành lập cái hội mà nó đã đi tầng đàn rồi. Cụ thể là ngày 24 tháng 3 là cái ngày mà thượng cờ vàng ở Phước Lộc Thọ Westminster đó, nó đi cả bầy, nó đi cả đàn luôn á. Nó đi cả đàn nha, cho nó đi mình nó sợ các bạn. Bản thân nó chưa thành lập cái hội á, ăn miếng rồi đó. Bản thân nó chưa thành lập cái hội mà nó đi được cả đàn cả bầy rồi, bây giờ nó đã thành lập cái hội chính thức để làm chi biết nữa. Anh biết cái hội nó phá sản rồi mà 2 tuần nay nó dẹp tiệm mẹ rồi, bây giờ tôi nhắc nhở tụi bay thành lập cái hội tới đâu rồi hả? Ăn vô cho mạnh để mà nói cho tụi nó sung sức. Nó đùi ăn vô sức khỏe tốt lắm các bạn. Cái này cái sâm vẫn phải thuốc, sâm là một dạng thực phẩm chức năng thôi, nhưng mà ở Việt Nam cái hàng này thuộc dạng hàng hiếm, hàng này người giàu mới ăn, còn bên Mỹ Canada đồ quỷ ăn, ăn hàng ngàn thế cơm được, nó ăn thế cơm hơi sang chứ ăn bình thường chả có vấn đề gì. Tiền bạc thì nhỏ đúng không, tiền bạc là phù du, sức khỏe là vàng bạc, bây giờ mình lo sức khỏe mình trước nè, được tiền nhiều để làm cái gì. Nhưng mà cái này không phải là thuốc các bạn, cái này giống như dạng thực phẩm chức năng thôi. Bây giờ tôi hỏi này, Vino Bò Đỏ ở Bô Sa thành lập cái hội tới đâu rồi, nói tao nghe. Mình tao chấp hết. À, tôi thành lập cái công ty trách nhiệm hữu hạn, mình tao chấp hết. Mày mấy thằng nhát gan lắm. Báo tao biết nha. Hội nào thành lập cái hội báo tao biết nha. À. Thôi bây giờ lái xe đi rồi đó. Có người khác chờ. Bye bye. Chào các bạn nha.